này sau khi khoác bộ đồng phục cảnh sát lên người, đã chặn một chiếc xe tải chở hàng, phạt 100 tệ với lý do lượng khí thải của xe vượt quá mức quy định, khiến chủ xe tức giận đập nát quả dưa trong tay. Ai ngờ rằng, người cảnh sát này là một tên giả mạo, anh ta tên Tiểu Kiến, là chủ của một tiệm may nhỏ. Hôm ấy, anh phát hiện ra một bộ đồng phục cảnh sát đã sửa xong từ lâu, nhưng mãi vẫn chưa thấy khách hàng đến lấy. Anh dựa theo địa chỉ khách để lại và tự mang đồ đến. Kết quả anh gõ cửa mãi mà không có ai trả lời. Sau khi hàng xóm bên cạnh nghe thấy, thì nói với anh một tin buồn, được trước ông ấy bị tai nạn. Người nhà ông ấy thì sao? Phòng này không có người, Tiểu Kiến đành quay trở về. Giữa đường trời bỗng đổ trận mưa to, anh bị ướt hết nên chạy đến một đường hầm để trú mưa. Anh thay bộ đồ phục cảnh sát lên người, xa xa cùng đường cũng đến đây trú mưa. Cô hiểu lầm tưởng Tiểu Kiến là cảnh sát, bước đến mượn anh bật lửa để hút thuốc. Tiểu Kiến vừa gặp đã phải lòng xa xa. Đây là lần đầu tiên có một cô gái chủ động tiếp cận anh. Tiểu Kiến thích cách cô độc nội tâm, chưa từng được ai nhìn một cách trực diện, thường xuyên bị những tên côn đồ ức hiếp. Sau đó, Tiểu Kiến đi theo xa xa, thì ra cô làm việc trong một cửa hàng bán băng đĩa. Tiểu Kiến bước vào quán chọn bừa một tấm băng. Mục đích của anh không phải mua đồ, mà chỉ muốn nói chuyện với xa xa. Ngày hôm sau, anh đặc biệt mua một chiếc đài cassette, sau đó đi đến tầng hầm mà anh và xa xa đã gặp nhau, mong rằng có thể gặp lại cô một lần nữa. Thế nhưng, anh đợi rất lâu vẫn không thấy cô xuất hiện, đành tụt hứng mà quay về. Buổi tối, sau khi xa xa tan làm, Tiểu Kiến cứ không ngừng đi theo phía sau cô. Nhìn thấy xa xa đứng uống nước ngọt trước cửa hàng tiện lợi, anh chủ động tiến đến nói chuyện với cô. Xa xa cũng có chút cảm tình với người cảnh sát này, hai người hẹn nhau cùng đi xem phim. Trong rạp chiếu phim, Tiểu Kiến chủ động nắm lấy tay xa xa, còn cô cũng không từ chối. Từ đó, hai người xác nhận mối quan hệ tình cảm với nhau. Mỗi lần hẹn hò hai người sẽ đều tới một nhà nghỉ. Dĩ nhiên, Tiểu Kiến sẽ phát huy sở trường của mình, may cho xa xa những bộ quần áo thật đẹp. Để giữ thể diện, Tiểu Kiến sẽ gắn mác của những thương hiệu nổi tiếng lên đó, để khiến xa xa vui. Sau khi cảm nhận được sức hút của bộ đồng phục cảnh sát, Tiểu Kiến bắt đầu cuộc sống với hai công việc. Ban ngày anh ở tiệm may sửa quần áo, buổi tối anh mặc bộ đồng phục cảnh sát ra ngoài, hẹn hò với xa xa. Hôm ấy, bố của Tiểu Kiến bị bệnh nặng, anh cõng ông vội vã đến bệnh viện. Bác sĩ nói với anh, bệnh của bố anh cần phải sử dụng những loại thuốc đắt tiền. Tiểu Kiến lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Cả nhà anh đều vì chuyện này mà lo lắng. Khi Tiểu Kiến bước ra khỏi bệnh viện, nhìn thấy một vị cảnh sát đang đứng chỉ huy giao thông. Điều ấy khiến anh nghĩ đến bộ đồng phục cảnh sát của mình. Trong lòng anh liền nhen nhóm một ý tưởng kiếm tiền. Anh đến một khu chung cư bị bỏ hoang, khoác bộ đồng phục cảnh sát lên người, bắt đầu học theo những hành động, cử chỉ, lời nói của cảnh sát. Qua đây, qua đây, qua đây. Làm sao? Cậu dám đánh tôi sao? Anh không chỉ bắt chước lời nói, mà thậm chí đến hành động cũng rất chuẩn xác. Sau khi tập luyện xong, anh lập tức bước ra đường để tìm đối tượng. Thành phố đất chật người đông, nhiều xe cộ nên không có cơ hội ra tay. Sau đó, anh ngồi bên đường của một khu vực ngoại thành, đợi con mồi tới. Một chiếc xe khách lớn bị Tiểu Kiến chặn lại. Anh bước lên xe đếm số người, rồi lấy lý do quá tải để phạt tài xế. Tôi biết rồi, lần sau sẽ chú ý. Biết rồi thì tốt, tôi thấy anh cũng rất cực khổ, nộp 100 tệ rồi tôi cho qua. Tài xế đành ngoan ngoãn, thật thà nộp tiền cho anh. Sau một ngày phạt tiền, Tiểu Kiến vui vẻ ngồi đếm số tiền một ngày kiếm được, đồng thời giấu một cọc tiền giày cộm đi. Thu nhập ngày đầu tiên của anh tương đương với tiền lương cả tháng của người khác. Tiền thuốc của bố cũng đã được giải quyết. Nếm được mùi vị của đồng tiền, Tiểu Kiến lên cơ chặn rất nhiều các loại xe khác nhau để kiếm tiền phạt. Hôm ấy, anh chặn một chiếc xe tải chở hàng. Người lái xe muốn lấy dưa hấu nộp thay tiền phạt, nhưng trong mắt Tiểu Kiến chỉ có tiền. Vì sao lại phạt 300 tệ? Cậu cãi cái gì? Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu còn cãi tôi sẽ phạt thêm 100 tệ. Vậy thế này, tôi không lấy dưa của cậu, phạt cậu 100 tệ thôi. Tôi khuyên cậu nên nộp tiền đi, biết chưa? Sau khi nhận tiền, Tiểu Kiến còn yêu cầu tên lái xe chở anh vào trong thành phố. Tên lái xe vốn dĩ đã không chịu nộp phạt, tức giận đập quả dưa thật mạnh xuống đất. Chiếc xe tải dừng lại trước cửa hàng xa xa làm việc. Sau khi Tiểu Kiến xuống xe, đúng lúc nhìn thấy xa xa đang bị khách hàng ức hiếp. Tiểu Kiến lấy thân phận là cảnh sát, thành công đuổi tên phiền phức kia đi. Sau đó, hai người hẹn tối nay gặp nhau. Tiểu Kiến nói xong rồi rời đi. Điều không ngờ chính là, tên lái xe kia dẫn cảnh sát đến hỏi thăm tin tức của Tiểu Kiến. Xa xa một mực nói bản thân không quen anh. Lúc này, cô mới biết Tiểu Kiến là một cảnh sát giả mạo. Buổi tối, hai người đến địa điểm gặp mặt. Xa xa không vạch trần thân phận của Tiểu Kiến, chỉ là gương mặt cô không còn tươi cười như trước, mà lạnh lùng hơn rất nhiều. Sau đó xa xa tìm cớ để bỏ đi. Tiểu Kiến nhìn ra những sự thay đổi trong thái độ của xa xa, nên nghi ngờ cô đã có người đàn ông khác ở bên ngoài. Do đó anh bắt đầu âm thầm theo dõi xa xa. Quả nhiên anh nhìn thấy cô cùng một người đàn ông khác bước vào nhà nghỉ. Tiểu Kiến nhìn qua cửa sổ và thấy rõ ràng người phụ nữ của mình đang tiếp rượu một người đàn ông khác. Điều ấy khiến anh vô cùng tức giận. Chờ người đàn ông kia bước ra, Tiểu Kiến lấy thân phận cảnh sát để ngăn hắn lại. Từ đó anh biết được công việc của xa xa không phải là nhân viên của tiệm băng đĩa, mà chỉ là một cô gái điếm. Cả hai đều im lặng không vạch trần thân phận thật sự của nhau. Thật ra bọn họ chỉ là tầng lớp cùng cực thấp kém của xã hội này mà thôi. Tiểu Kiến biết rõ hai người không thể tiếp tục ở bên nhau được nữa. Anh tìm xa xa, từ nói rằng bản thân bị cấp trên điều đi làm việc ở một nơi rất xa, sau này hai người có thể rất khó để gặp được nhau. Còn xa xa cũng không nói gì nữa, chỉ đưa cho anh một mảnh giấy ghi số điện thoại của cô. Tiểu Kiến nhận lấy mảnh giấy. Trước khi đi anh nói xa xa rằng, nếu cô đã có người khác thì nên nói sớm với anh. Sau khi Tiểu Kiến rời đi,
Xa Xa ngồi ở quán bên đường uống nước, hồi tưởng lại những chuyện đã qua. Lúc này, cô nhận được điện thoại đi tiếp rượu từ khách hàng. Sau khi tiếp rượu xong, khách hàng còn muốn làm chuyện khác. Thế nhưng, lần này Xa Xa đã từ chối. Cô muốn bỏ đi. Cô bị điên hả? Làm sao thế? Dưới sự ngăn cản của bọn chúng, Xa Xa bất lực phản kháng đành phải tiếp nhận sự thật. Lý do từ chối có lẽ trong tim cô đã có bóng dáng của Tiểu Kiến mất rồi. Tiểu Kiến cũng vậy, lòng anh rất nhớ Xa Xa. Anh ở trong nhà nghỉ mà hai người thường đến, nhớ lại những khoảnh khắc vui vẻ của cả hai. Tiểu Kiến lấy hết dũng khí, gọi điện thoại cho Xa Xa. Sau khi gặp nhau, quan hệ của cả hai dường như lại trở về như lúc trước, cùng nhau cười đùa, trò chuyện. Khi hai người chuẩn bị đi ăn, Tiểu Kiến bảo Xa Xa ngồi ở đây chờ. Anh đi mua một bao thuốc rồi sẽ quay lại. Không ngờ, Tiểu Kiến đến cửa hàng và gặp phải hai người cảnh sát mặc thường phục. Anh lập tức bỏ chạy, lái xe đạp điên cuồng phóng đi, cảnh sát đuổi sát theo sau. Ở phía bên này, Xa Xa vẫn một mình ngồi ở chỗ cũ, chờ Tiểu Kiến quay trở lại. Bộ phim Đồng Phục được lên sóng vào năm 2006. Một bộ đồng phục có thể thay đổi thân phận của một con người và cả số mệnh của người đó. Cũng chính bộ đồng phục đó đã khiến Tiểu Kiến có được tiền tài và duy trì được mối tình đẹp đẽ mà giản đơn ấy, duy trì sự tôn nghiêm giống như một con người. Để tồn tại trong cuộc sống này, mỗi người đều mong muốn sở hữu quyền lực, chỉ là với mức độ khác nhau. Trong xã hội, quyền lực mới sẽ phân chia ra những tầng lớp mới, nhưng biểu tượng của quyền lực vẫn thường xuyên thay đổi. Khi bọn họ quyết định thừa nhận và làm theo cách nói của riêng mình, thì bọn họ đã có được sự an ủi từ những hoang tưởng trong hiện thực yếu đuối bất an này. Vấn đề đạo đức đã không tồn tại nữa. Bọn họ thường thông qua lời nói dối và hoang tưởng, tuyệt vọng và cố gắng để quên đi sự cô độc của chính mình. Kết thúc mở và ý đồ gợi ra những tình tiết khác của bộ phim, khiến người xem vô cùng thấp thỏm. Những khán giả xem hết video này, nhớ để lại bình luận ủng hộ chúng tôi nhé.